Lại một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô chú và các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày nghỉ cuối tuần làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống. Hôm nay em sẽ đến cho anh chị một con xe màu xanh màu đỏ mua về cho em nhỏ nó mừng, xanh đỏ tím vàng, chứng tỏ là vợ anh. Với số tiền là 68 triệu đồng mà thôi. Tên em nó là Kia Sportage, sản xuất đời 2004. Đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, đồng sơn si, nội thất con xe này ta nói nó đẹp lộng lẫy, nó đẹp len keng và nó đẹp len sabeng, đẹp không thể gì chê được với số tiền 68 triệu đồng. Xe này mình bọng của em nó rất là liền lạc, nước sơn là bao ok luôn chị hơi. Hiện tại thì ngoài trời đang mưa thì em nó hơi bụi, hơi nó dơ tí xíu. Với con xe này mà rửa ra một cái là anh chị nhìn anh chị hết hồn liền. 68 triệu đồng thôi thì sẽ có một con xe chạy rất là ok anh chị, form dáng xịn sò. Xe đã được dán phim cách nhiệt lên về. À cái này chưa có về cho mưa anh chị ha. Tắp bi nè anh chị thấy nè. Tắp bi tắp lô nè. Anh chị nhìn thấy không? Rất đẹp. Đây, bốn cái tắp bi cửa nhìn ok không quý anh chị? Trời ơi, tắp bi ta nói nó không thể gì bằng cãi mà nó không thể gì chê được anh chị. Rất đẹp. Nội thất bên trong là rất là sạch sẽ. Quý anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy mà thôi. Đây, anh chị thấy không? Nội thất rất ok chưa? Trần bọng nè. Nỉ. Hệ thống bên trong này còn nỉ, anh chị thích thì anh chị lột cái nỉ ra, còn không thì mình để lớp da mình xài thôi. Xe này thì đã rất là sạch sẽ, khô ráo. Đó, không có rách rưới một ghế ở đâu hết. Cửa nẻo đóng hít bình bịch anh chị nghe nè. Trời, tiếng cửa đóng nghe đã không? Đó. Đóng nghe rất sướng, rất chắc, cầm xuống cái tay. Đó. Tắp bi nè. Bốn tắp bi cửa rất đẹp. Đây, nội thất ở bên trên. Anh chị thấy không? Không thể gì bằng cãi được, kèo cột trụ A trụ B thì những dấu hiệu này nói lên con xe của mình không bị cứng đục xô sậu trong kèo cột ha. Trong quá trình sử dụng thì va quẹt là không thể nào tránh khỏi được cái điều đấy. Đó. Đăng kiểm thì anh chị khỏi lo ha. Đăng kiểm thì còn tới ngày 3 tháng 8 năm 2023. Xe này đăng kiểm gia hạn lại là đi đăng kiểm lại là 1 năm. Anh chị xài rất là lâu, đời 2004. Đó. Cái này là cái nắp capo nó chưa đóng sát nha anh chị. Đây. Đóng sát nó xuống chứ không phải là nó bị vơn đâu nha. Đấy, anh chị thấy không? Rất là liền lạc. Chỉ có 68 triệu đồng thôi thì mình sẽ hủ ngay con xe này. Đây. Đèn bọng rất ngon lành cành đào. Rồi bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống đèn khoang máy của em nó như thế nào ha. Đây, bước vào bên trong hệ thống của em nó thì xe có hỗ trợ một màn hình Android, một camera lùi. Vô lăng thì ta nói nó đẹp ok luôn anh chị thấy không? Ngon lành cành đào, mặt bàn thờ rất là sáng. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho cô chú và anh chị các bạn tham khảo ha. Xe số sàn 5 cấp, côn số nhẹ nhàng, đèn còi xi nhan gạt mưa gạt nắng, đầy đủ các kiểu con, đầy đủ gương hậu chỉnh bằng điện. Bốn kính chỉnh bằng điện đang hoạt động rất là trơn tru, chạy như một cái máy luôn. Rồi, máy móc thì anh chị khỏi suy nghĩ. Con này được cái dung tích xi lanh của em nó là 1.6. Thì em nó ăn uống xăng là tầm 7 lít 8 lít trên 100 cây số nha cô chú anh chị. Hiện tại thì máy em nó đang nổ rất là êm. Bao máy luôn. Anh chị nghe tiếng máy nè. Máy rất khô ráo và sạch sẽ, không nhức nheo anh chị thơ. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đây. Kèo cột nè. Ok cho quý anh chị. Đấy, với số tiền là chỉ có 68 triệu đồng thôi thì anh chị không mua xe này mua xe gì? Đó, form dáng rất đẹp, bao anh chị chạy từ Nam Bắc Bắc Nam, bao mấy anh trai đi tán gái luôn, xịn sò luôn. Đây gầm bệ chắc chắn, bây giờ em sẽ review dàn gầm cho anh chị các bạn cùng tham khảo ha. Gầm thì anh chị khỏi suy nghĩ đi, bao anh chị hết. Đây, gầm bệ rất đẹp. Đó, với dàn gầm thì anh chị khỏi phải suy nghĩ, vỏ bánh của em nó còn được coi như là 60-70%. Đó, với số tiền 68 triệu đồng thôi thì quý anh chị của chú nào muốn sở hữu con xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.